Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa thứ tư, ngày 10 tháng 1 năm 2024, giải 8, các vé tận cùng mang số 3, 9, giải 7, các vé tận cùng mang số 3, 4, 4, giải 6, các vé tận cùng mang số 7, 1, 6, 1, 0, 2, 1, 5, 3, 8, 8, 2, giải 5, các vé tận cùng mang số 1, 4, 8, 8, giải 4, các vé tận cùng mang số 3, 7, 4, 3, 1, 8, 2, 0, 2, 3, 1, 4, 3, 7, 6, 1, 9, 4, 9, 2, 8, 4, 2, 9, 1, 0, 8, 5, 7, 3, 2, 1, 0, 7, 5, giải 3, các vé tận cùng mang số 1, 5, 6, 5, 1, 8, 5, 8, 0, 2, giải nhì, các vé tận cùng mang số 6, 9, 4, 1, 1, giải nhất, các vé tận cùng mang số 9, 7, 4, 0, 8, giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 9, 8, 2, 7, 1, 1. Sổ số Khánh Hòa được tường thuật trực tiếp nhanh nhất và chính xác nhất tại website sổ số.mobi. Chúc các bạn may mắn, yêu các bạn.